Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 25 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm chúc Tết các đồn biên phòng, một số đơn vị quân đội và các xã biên giới trên địa bàn các huyện Gia Rai, Đức Cơ và Chư Prong nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia thăm chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam tại Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, ngày 25 tháng 1, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà chúc Tết các đồn biên phòng, một số đơn vị quân đội và các xã biên giới trên địa bàn các huyện Yak Rai, Đức Cơ và Chư Prong. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc Tết tặng quà cho cán bộ chiến sĩ ở 8 đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện cơ động biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên địa bàn biên giới của tỉnh tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đến thăm chúc Tết cụm cơ động số 3, trường trung cấp nghiệp vụ 24 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đóng quân ở xã Tam Bơ, huyện Chư Prong và trao tặng quà Tết cho cấp ủy chính quyền 7 xã biên giới của 3 huyện Gia Rai, Đức Cơ và Chư Prong. Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cùng cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân ở các xã biên giới, đồng thời biểu dương những kết quả các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các xã biên giới đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các lực lượng của nước bạn Campuchia và phối hợp với các lực lượng của ta trên tuyến biên giới nhằm tăng cường công tác phòng chống, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm trong dịp Tết nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia nơi phên dậu của Tổ quốc, góp phần để cho mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các địa phương đã trao tặng những phần quà Tết, gửi gắm tình cảm, sự tin tưởng của hậu phương đối với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ nơi phên dậu của Tổ quốc và thể hiện sự sẻ chia chung tay của các cấp ngành đối với bà con nhân dân ở các xã biên giới của tỉnh trong dịp Tết đến xuân về. Sáng nay ngày 25 tháng 1, tại trụ sở Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Trung đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia do ngài Nghin Ne, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn sang thăm chúc Tết tỉnh Gia Lai nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam xuân Giáp Thìn 2024. Cùng tham gia tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Thay mặt tỉnh Ratanakiri, ngài Nghin Ne chúc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền hạnh phúc, mạnh khỏe. Chúc mối quan hệ của hai tỉnh Gia Lai, Ratanakiri ngày càng phát triển bền vững. Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Trung cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri đã sang thăm chúc Tết tỉnh. Bước sang năm mới 2024, tỉnh Gia Lai mong muốn và hy vọng hai tỉnh Gia Lai, Ratanakiri tiếp tục thực hiện tốt các bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai đất nước, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó toàn diện trên tinh thần núi liền núi, sông liền sông. Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 1, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia sang thăm chúc Tết tỉnh Gia Lai. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri, ngài Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri chúc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Gia Lai, Ratanakiri nói riêng và hai đất nước Việt Nam, Campuchia nói chung ngày càng được vun đắp, phát triển bền vững, vươn lên tầm cao mới. Các chương trình hợp tác giữa hai tỉnh, đặc biệt là hợp tác đầu tư, thương mại biên giới, sẽ tiếp tục được phát triển, tạo cơ hội cho phát triển kinh tế, giao thương khu vực biên giới hai tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn chuyến thăm chúc Tết của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri và trân trọng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri sang thăm chúc Tết, chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Gia Lai, Ratanakiri nói riêng, hai đất nước Việt Nam, Campuchia nói chung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, hợp tác cùng phát triển.
Sáng nay ngày 25 tháng 1, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Thiếu tướng Mum Sươm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã sang thăm chúc Tết tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Thiếu tướng Mum Sươm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Quân đội Hoàng gia Campuchia đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Nhân dịp năm mới, Thiếu tướng Mum Sươm gửi lời chúc sức khỏe thành công đến cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn đã đến thăm chúc mừng năm mới tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chúc Thiếu tướng Mum Sươm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và các thành viên trong đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn Quân khu 4 và các tỉnh đơn vị của nước bạn Campuchia đã tạo điều kiện giúp đỡ đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước. Những năm gần đây, nhờ các chương trình, dự án, người dân các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Ba đã có nguồn nước sạch để sử dụng, góp phần thay đổi tập quán sinh hoạt của người dân các xã vùng khó. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố Pleiku đã huy động tối đa lực lượng để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đưa nước sạch, hợp vệ sinh về với những buôn làng vùng sâu vùng xa ở huyện Krông Ba không hề dễ dàng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhờ các chương trình, dự án, người dân các xã vùng sâu vùng xa của huyện Krông Ba đã có nguồn nước sạch để sử dụng, góp phần thay đổi tập quán sinh hoạt của người dân các xã vùng khó. Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, từng được biết đến là một trong những khu vực bị hạn nặng nề nhất của huyện Krông Ba khi mùa khô đến. Người dân nơi đây vẫn luôn mơ ước có được một nguồn nước ổn định để phục vụ đời sống hàng ngày. Và mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi gần 3 năm trở lại đây, công trình cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân Buôn Ma Giai và Gia Đờ Bua, xã Đất Bằng được đưa vào sử dụng. Hệ thống đường ống dẫn nước đã đấu nối từ công trình nước sạch về tận các nhà dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của gia đình. Nhờ có nước sạch bây giờ mà tình trạng sức khỏe của mình cũng yên tâm hơn đối với con cái của mình, thì cái đấy là một điều rất là vui. Không chỉ đưa nước sạch đến từng hộ dân, mà học sinh và giáo viên ở các điểm trường của xã Đất Bằng cũng được hưởng lợi từ những công trình cấp nước sạch này. Cô sinh viên chỉ điểm trường Buôn Ma Giai thôi mà hầu như là tất cả các điểm trường trong toàn xã và cũng như nhân dân xã Đất Bằng. Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ, một số công trình nước sạch ở xã Đất Bằng đã được xây dựng giúp gần 2.000 hộ với trên 500 nhân khẩu trên địa bàn xã được tiếp cận với nước sạch. Đây là bước tiến lớn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Nhưng mà khi mà được đầu tư thì nhân dân là rất là phấn khởi và vui mừng. Và cái này là chính quyền địa phương cũng là rất là phấn khởi mà được nhân dân là được hưởng thụ với hai cái công trình này trên địa bàn của xã. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ba, đến nay tỷ lệ dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh là 90,8%, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hộ dân ở đô thị sử dụng nước sạch là 97%. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Công an thành phố Pleiku huy động tối đa lực lượng để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Lê Thánh Tôn, phường Gia Kring, lực lượng chức năng Công an thành phố Pleiku đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 người điều khiển xe ô tô và 5 người điều khiển xe mô tô. Một số trường hợp vi phạm có nồng độ cồn ghi nhận vượt ngưỡng tối đa. Thường dân lao động thì cũng có chủ nhà mời uống tí xíu, đó là cái sai phạm của mình. Qua hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, lập biên bản 772 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 797 trường hợp,
với tổng số tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng. Tôi vi phạm là đón trả khách không đúng quy định. Bên cảnh sát giao thông nhắc nhở là cái đó là lỗi vi phạm của người lái xe trên trục đường đưa đón trả khách. Công an thành phố Pleiku đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là đối với những vi phạm như chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ quá tải, vi phạm nồng độ cồn, nhất là đối với các loại xe khách đậu đỗ không đúng nơi quy định. Công an thành phố trực chiến để xử lý các trường hợp trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong ngày lễ Tết, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với các giải pháp quyết liệt được triển khai, Công an thành phố Pleiku tin tưởng sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên các trục đường, giúp nhân dân đón năm mới Giáp Thìn 2024 trong niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. Đến đây, chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.